em rất là sợ, tại vì cái tình trường của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho đó. Nên là em kính cổng cao tường với ổng. Trời ơi, rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn là buồn, buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó sang sát với nhau, mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông, mà cái giường á đoạn gỗ á cò kẹt đúng không? Cái nhân vật phải nói là rất là vĩ đại đó. Dạ. Bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ là ở nhà lo tả và sửa cho con thôi ha. Thế còn anh? Dạ em tên là Trung, em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh đó chị. Hai chồng là lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ 3 năm 2 tháng rồi. Trời nhớ kỹ dễ sợ luôn. Trời. Dạ. Mà bà mẹ bỉm sữa đây là lần thứ nhất hay là lần thứ hai? Bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ hai rồi anh. Wow, có nghĩa là hai bé luôn đúng không? Dạ đúng rồi, 3 năm 2 đứa. Có quyết định là 4 năm 3 đứa không? Em cũng đang hướng tới cái mục tiêu đó. Trời ơi. Như vậy là chị thấy em với anh Bin nó có những cái gì đó rất là đồng cảm. Chị nói thiệt, đây là ông bố bỉm sữa nè. Yeah. 3 năm 2 đứa mà anh cũng vậy luôn. Rồi, hai em là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên chúng em gặp nhau là ở trong cái công ty phân phối mà trước của anh này làm á. Thì mẹ em có một cái căng tin ở trong công ty đó, và em á làm qua công ty phụ mẹ và chúng em gặp nhau. Có nghĩa là lúc đó là đang rửa chén gặp ông này. Dạ. Có nghĩa là thời gian đó thì em có nhân viên ở làm ở khu vực đó. Tại vì em coi ở khu vực quận 10 nữa, nên là có nhân viên ở khu vực đó. Thì nhân viên có nói ở đó thì có một cô rất là chẳng, nên là yêu cầu em phải về đó cua cô đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên em nhìn thấy cô này, em nhận xét gì về cô? Nói chung em chưa nhận xét gì, em tính cua thôi. Dạ, em biết không? Dạ. Em thì thực sự em cũng không biết, nhưng mà có lẽ là sau này thì biết ra thì hai cái mục đích đến với nhau là giống nhau. Tại vì em cũng ghét cha này. Trời ơi, em ghét kinh khủng luôn. Tại vì á khu vực đó thì có nhân viên, mà những cái nhân viên đó thì là mối quen của cái căng tin của mẹ em. Thì có hai anh đó thì cứ xuống căng tin uống nước mỗi ngày ăn uống căng tin, là nói chung là tìm cái lợi nhuận cho gia đình rất là nhiều. Ông này về không biết làm được trò trống gì, vừa về lại đuổi hết hai người đó rồi. Giờ không biết là thấy ghét rồi đó. Thấy ghét rồi đó. Là xong rồi hai người đó mới xuống nói với em, cái thằng cha này về là thấy đuổi là thấy ghét rồi, bé Trâm em trả thù cho anh đi. Trời ơi. Ok, em cua trả thù liền chứ. Trời ơi, thấy ghét quá mà. Dạ. Thầy luôn. Trời ơi, thì ra tình yêu của họ xuất phát từ cái việc gọi là trả thù. Dạ. Rồi đến bao lâu thì yêu? Khi mà bắt đầu mà nhắn tin qua lại với nhau thì rủ đi uống cà phê, đi ăn uống đồ. Em dẫn theo một đám bạn của khoảng 7-8 đứa gì đó. Dạ. Ăn mà cho tốn tiền mà. Ăn ngập mặt luôn đó. Đó cái dạng vậy đó, ăn cho mình ngập mặt luôn, cho ghét mà, cho bỏ ghét. Ăn bỏ ghét đó chị. Đó, thì cũng khoảng thời gian đó thì em cũng làm mai nhiều người bạn em cho ổng lắm. Dạ. Nhưng mà ổng thì không thích. Sau đó khoảng một tháng thì ảnh mới nói là ảnh thích em đó, rồi thôi mình quen nhau đi. Sau đó một tháng nữa thì tụi em bắt đầu chính thức yêu nhau. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Khoảng 4 tháng đó là cưới. Phải không? Lâu quá. Lâu. Thật sự đơn giản thôi. Tại vì cả hai bên cùng yêu nhau là phải cưới không? Bởi vì yêu là cưới. Chứ mà trong cái quá trình mà từ mà cái bốn tháng để cưới, nó cũng có gặp, thật sự là em không có công khai. Nên là trong gia đình hay là trong bạn bè hay trong đồng nghiệp tất cả đều không biết. Thì tới ngày hỏi cưới á thì gia đình của bên em thì không tin là sẽ đi cưới vợ. Thì mới yêu đúng quá bởi vì mà không... Dạ không, đúng không. Rồi anh, cái tình trường của ông này trời ơi dày đặc lắm. Trời ơi tôi biết mà, cái dài có dính tiền vô luôn. 5 tháng là cưới liền. Rồi á là 5 tháng đó là có vượt rào trước không hay là chừa tới đêm tân hôn luôn? Không có vượt rào gì. Hay vậy? Khó. Tình trường dữ không có, vậy khó đó. Khó nên là trời đâu qua được em chị. Khóa rào lại khóa. Dạ. Em rất là sợ, tại vì cái tình trường của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho đó. Nên là em kính cổng cao tường với ổng. Trời ơi, rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn là buồn, buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó sang sát với nhau, mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông, mà cái giường á đoạn gỗ cò kẹt đúng không? Làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng êm thấm, rồi vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái, cứ mạnh chút là anh ơi cái giường nó vậy đó. Thì thôi lát nữa cái thấy mình như vượt bội quá, bức bách quá, bung lụa luôn. Dạ. Là có nghĩa là cả tự nhiên mặc cho tự nhiên nó cứ sao không xuống dưới đất. Dưới quê mà đúng không? Dạ. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi?
ba năm hai tháng. Dạ, dạ đúng rồi. Vậy thì ở với nhau thì có thấy cái gì? Có khắc khẩu, có hay khắc cãi khẩu. Nhau không? Khắc khẩu cãi nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, ngày đó ăn cơm vô. Khoảng 6 tháng đầu á cãi nhau miết thôi, tại vì như là chắc là cái khoảng thời gian yêu nhau nó ngắn quá đó. Cãi thì... nhau đến mức mà phải là viết đơn xin ly dị để trên đầu, chỉ cần thấy là ký vô là đưa lên là quốc thôi. Dạ, thật sự luôn. Và cái thời điểm mà tụi em hay gây lộn như vậy là kéo dài trong bao lâu? Khoảng 6 tháng đầu luôn á chị. 6 tháng đầu đó dạ. Liên tục luôn á chị. Trước khi sanh con luôn á hả? Dạ, trước khi sanh con. Dạ. Tại vì tụi em lấy nhau xong 9 tháng sau mới có đứa đầu tiên. Rồi sau khi sanh con còn cãi gì vẫn nữa? Cãi mà. À, sau khi sanh con vẫn còn cãi. Cãi tại vì cãi mới ăn cơm ngon. Tức là trước khi sinh con thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà sau khi sinh con rồi mà vẫn cãi như vậy thì em thấy làm sao? Đỉnh điểm là khi mà em sinh bé thứ hai, mẹ chồng ở quê thì vô là nuôi phụ cho mấy ngày. Thì giữa hai mẹ con không có thống nhất với nhau, là tại vì mẹ thì chăm con theo cái cách truyền thống mẹ ở quê. Còn em thì nhất em nghe theo bác sĩ, em chăm theo con theo cách hiện đại của em. Thì cho nên là hai mẹ con không có đồng nhất với nhau về cái việc đó. Cho nên là có những cái câu mà em nói ra làm ảnh hưởng đến mẹ, mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Thì chồng cũng có về nói lại với em, thì em cũng thấy là mình sai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tâm lý cũng không có ổn định tại sau sinh mà. Rồi đến một tháng sau đó thì là đám cưới của em chồng ở quê á, mẹ chồng mới kêu là cho con gái lớn của em về. Mà con gái lớn của em lúc đó thì chỉ mới có 15 tháng thôi. Thì em không đồng ý, tại là đi đâu cũng phải có ba mẹ, tại đúng con rồi. Nó còn nhỏ quá mà. Thì chồng cũng nhắn tin kêu là em thế này thế khác. Thì nói qua nói lại em bị lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm. Em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhì được khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Em rất là buồn luôn. Là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy? Thật sự là em cũng buồn, khó xử một bên vợ, một bên mẹ. Nên em cũng rất là ức chế, bị nói chung là rất là nặng. Thời gian đó em lạnh nhạt, nói chung em đủ thứ hết. Nói chung em kiếm chuyện đủ thứ cuộc đời hết. Thế mà lúc đó là em kiếm chuyện với vợ là chủ yếu hay là kiếm chuyện với những người xung quanh? Nói chung là chỉ kiếm chuyện với vợ thôi. Nên là nhiều đêm vợ bị áp lực quá, chị không nói thì lên thì co giật rồi cũng rất là nặng. Nói chung ba mẹ cũng khuyên rồi nhiều cũng nói. Cuối cùng thì em mới bớt đi. Nhưng mà em có biết lúc đó vợ em bị trầm cảm không? Dạ thật sự là em biết, em cũng không quan tâm nữa. Tại em thấy mẹ mình cũng buồn, thấy vậy nên em cũng không quan tâm mọi thứ hết. Em bỏ mặc kệ, cũng làm gì làm. Vậy hả? Thực sự là bây giờ tụi em đã vượt qua rồi. Dạ, đúng không? Bây giờ là em bé thứ nhì là bao nhiêu tháng? Em bé thứ nhì là gần 6 tháng rồi chị. Gần 6. Như vậy là chuyện xảy ra mới đây thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cũng mới đây. Như vậy là bây giờ là em đã cảm thấy em hết hẳn cái trầm cảm đó chưa? Em nghĩ là chắc cũng còn tiềm tàng đâu đó trong người mình, vẫn còn cái sự trầm cảm. Tại vì em á, nhiều khi là em cũng hay nghĩ theo cái hướng tiêu cực lắm. Em biết điều đó nữa. Ví dụ như chồng em mà có nhắn tin với cô nhân viên, có một cô nhân viên đó nhắn tin với chồng cách rất là nhõng nhẽo. Anh Trung, mới nay em mệt quá, em nghỉ nha, em này nọ. Chị thấy như vậy nè, rất là may á, là em đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Và hôm nay á, tụi em đến đây thì là đúng là chị nghĩ nó là một cái duyên đó. Tại vì như vậy nè, theo cái cách nói chuyện của vợ em thì vợ em là một cô gái mà rất là hoạt bát, tức là sống hướng ngoại nhiều, chứ không phải là người hướng nội. Mà nếu như trong trường hợp vừa rồi, nếu vợ em là một người hướng nội á, là cái chuyện kinh khủng nó đã xảy ra rồi. Rất may mắn là vợ em á, vì là hướng ngoại như vậy cho nên cô dễ quên á. Giống như em cũng dễ quên. Xong em ngay đó rồi lại thôi, ngay đó là thôi liền. Thật sự là khi mà cái vụ đó nó bể ra rồi em mới thấy là mình là người vô trách nhiệm. Đúng, cái đó là tâm. Vừa rồi là em dở lắm á, vừa rồi thật là em được dở. Bữa đó em nghĩ là một là cô ấy sẽ bị bệnh rất là nặng luôn, hoặc là nằm một chỗ bỏ hai đứa con luôn. Nên em rất là lo. Nguy hiểm lắm á. Thực sự là như vậy nè, với những cái khán giả truyền hình mà khi mà các bạn mà xem và chứng kiến cái câu chuyện của cặp vợ chồng này thì các bạn phải rút ra được một cái điều là, nếu như mình ở trong cái trường hợp này á, là cái người đầu tiên trong việc này sáng suốt phải là người chồng. Tại sao hồi xưa là các cụ không nói vấn đề trầm cảm sau sinh nhiều? Là bởi vì cái phương tiện truyền thông nó không có nhiều để mà mình biết. Nhưng cái chuyện nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hơn nữa thời điểm này khi cái người phụ nữ họ phải vừa làm công tác xã hội vừa làm việc gia đình thì cái việc trầm cảm sau sinh của họ còn kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đó ha. Thì chị nghĩ như vậy nè. Cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này chị rất đồng ý. Có nghĩa là con em đi đâu phải có cha có mẹ. Con em còn quá nhỏ, 15 tháng nhỏ lắm em, mới có 1 tuổi mấy đúng không em? Dạ, đúng cho nên
làm gì làm, ông bà có thương mấy đi chăng nữa thì thứ nhất sức khỏe ông bà yếu rồi, cho nên là chăm cháu mà thức đêm thức hôm với cháu, hay cháu bệnh hay là cháu quấy cháu khóc là rất nguy hiểm, vừa tốn sức khỏe ông bà vừa tốn sức khỏe của cháu, mà ở đây vợ em đâu có yên tâm, em cũng đâu có yên tâm được, đúng không? Vợ lại mới sinh nữa, cho nên cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này là đúng. Thì đáng lý ra trong thời điểm đó em phải là người khuyên mẹ chứ. Mẹ nói mẹ ơi ABCD về 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 nữa. Đúng không? Đó thì đáng lý em phải là người làm việc đó. Tại vì em thấy vợ em nó hơi bị áp lực hai đứa con á, em đi làm ra ngoài á, nên ở nhà hai đứa nó làm cho có thể là nặng hơn, nên là em mới em sợ cái điều đó, đúng không? Nhưng mà là... em phải nhớ rằng á, cái mệt sức á nó không kinh khủng bằng cái mệt não. Có nghĩa là chẳng thà vợ em nó cực chút xíu nó chăm, nhưng mà cái đầu của nó thảnh thơi. Chứ không bây giờ vừa chăm đứa này xong nó nghĩ cái đứa nhỏ ở ngoài kia làm sao. Rồi đêm ngủ không được, rồi lỡ mà bà mà điện vô là con ho hay con sốt là còn chết nữa. Đúng không? Nhớ rút kinh nghiệm cái đó. Đó, cái thứ hai nữa là bây giờ em vẫn còn phải làm một việc là em phải nghiên cứu cái bệnh trầm cảm sau sinh. Tại vì chuyện xảy ra là mới đây thôi. Cho nên là hơn ai hết là chị nghĩ rằng em phải sát cánh bên vợ em. Và bây giờ em vẫn phải là người á giải thích với mẹ, với ba. Để chi? Để cho bà hiểu được cái chuyện xảy ra vào 4 tháng trước đây. Nó không phải là lỗi của vợ. Nó là những cái gì nó hoàn toàn về mặt sinh lý, về mặt bệnh lý. Chứ không phải là tâm vợ em muốn như vậy. Là em phải làm điều đó. Tuy nhiên á thì qua cái số này, nếu như mà ba mẹ của em có xem á thì chị cũng xin chia sẻ một chút xíu là nên thông cảm cho cô con dâu của mình. Và thực sự là Vân rất chúc mừng á, là gia đình, tức là chúc mừng cô con dâu này đã vượt qua được cái thời điểm khó khăn đó. Chứ thực sự khi nghe Vân hết hồn luôn. Cái áp lực của em lúc đó là quá lớn, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì ít ra khi em bị cái khác thì bên cạnh còn chồng, nhưng mà ngay chồng em cũng đã nói là thời điểm đó anh cũng thông cảm được với em luôn. Thì mà em đã tự vượt qua được mà con thì lại còn quá nhỏ như vậy cả hai đứa, thì thực sự là em rất là bản lĩnh ha. Em cố gắng em giữ cái bản lĩnh đó để làm chỗ dựa cho hai đứa con của mình, đúng không? Và chị chắc chắn là sau cái chương trình này chồng em sẽ hiểu được vấn đề và chồng em sẽ sát cánh bên em ha. Và cũng nhân cơ hội này thì em có muốn nói lời gì với ba mẹ chồng không? Con cũng muốn nói với mẹ là trong lòng con cũng thương mẹ như là mẹ ruột của con, chứ bao giờ con nghĩ mẹ là mẹ chồng. Nhưng mà vì con không, con là một người không có khéo nói, lại hai mẹ con ở xa nhau như vậy thì cũng không có thời gian mà ngồi gọi nói chuyện với nhau nhiều. Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều. Con cũng qua chương trình này con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con và đừng có giận con. Nói chung là cùng qua chương trình này thì anh cũng đứng ra xin chia sẻ là có lỗi trong cái chuyện này, nên là hứa với mọi người, với hứa với gia đình là anh sẽ từ nay anh sẽ thay đổi để chăm sóc em với gia đình tốt hơn. Dạ, đứng lên ôm chồng của con, chồng hứa rồi đó. Cực kỳ có duyên luôn. Mà chú rể, mà chú rể nhiều tuổi mà sao nhỏ xíu rồi, đúng không? Anh nào 18 tuổi chưa? Dạ em 26 tuổi rồi. Ha, 26 rồi hả? Dạ. Mặc như là anh chưa 18 gì đó. Rồi hai đứa giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quốc Thận, chị Hồng Vân. Em là Kim Hoàng, năm nay em 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Kim Hoàng mà có bán vàng không? Dạ nhân viên văn phòng mà. Còn chú rể, cho tôi hỏi chú rể dễ thương á. Dạ, trước hết em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân và chào mọi người. Em tên là Tiến Nam, năm nay em 26 tuổi. 26 em, tuổi? Dạ 26. Đó, nhìn giống như là con nít mình đi lấy vợ vậy đó. Ừ, vậy là sao? Vậy là trong trường hợp này là ai của em? Sao, ai của ai? Em của chị hay là chị của em hay sao? Dạ, tình yêu của tụi em là tình yêu chị ơi, anh yêu em. Đó, chị ơi, anh yêu em, đúng không? Dạ. Chị ơi, anh yêu em. Đó. Ừ, nhưng mà gặp chị ở thời điểm nào, lúc nào? Dạ, lúc đó là em lúc mới đi lính về. Thì em về phường em làm luôn. Thì lúc đó có anh của em cũng làm ở trong đó. Thì anh em thấy chị bên đây nè là còn độc thân mà cũng vô tính lắm, tại hoạt động đoàn mà. Thì anh của em mới nói là qua bên cua bên đó đi, cua cái chị đó đó. Chứ sao lúc đó anh em không cua mà nhường cho em vậy?
anh quen có vợ rồi. Ông tiếc của. Ông tiếc của. Cái vụ tiếc của đó. Quá hiểu không? Bây giờ mình có vợ rồi thôi để cho đúng rồi, để cho em mà nó hưởng. Anh nói em qua cua đi rồi nếu mà được thì đến với người ta, người ta còn độc thân đó, thì em cũng qua em cũng chọc chọc chơi vậy đó. Thì cứ mỗi chiều chiều em cũng dẫn xe cho vợ em đi đi làm về nè, em dẫn xe ra cho vợ em về. Rồi tới có lần mà vợ em đi chơi với là bên phường á, thì đi giờ sáng sáng sớm mà nhà vợ em thì không có cho đi sớm. Em thì làm ở phường, em ngủ trên phường luôn. Thì cứ sáng sớm 4 giờ sáng em chạy xuống nhà vợ em, chở vợ em đi lên phường. Thì lúc đó vợ em cảm thấy nó mến mến em. Để hỏi cổ coi có đúng vậy không? Đúng. Ông này ông tự khẳng định ta mến, ông biết phải vậy không? Tại nhà em khó lắm, không có cho đi sáng sớm vậy rồi. Sợ con gái mình bị bắt cóc á. Cái thế là chồng em mặc áo dân quân thì cái nhà cũng tin tưởng là chắc ở phường cử người xuống là rước vợ ơi, rước vợ mình đi. Rồi cái dạ an tâm cái cho đi. Cho đi thế là em cũng cảm thấy là chồng em nhí nhảnh dễ thương. Rồi cái cũng cảm mến vậy thôi chứ chưa có yêu hẳn. Bên này là mối tình đầu được không? Vậy chắc chắn một điều là ông đâu có biết hung. Lúc đó anh có lần vợ em buồn á, cái mua mấy hai chai rượu ra hai chị em ngồi uống chơi. Thì hai người uống thì vợ em mới uống xong cũng hơi giống như ngàn hạ, kêu quay ra cái cho hôn miếng coi. Thì em hối không có hôn gì hết, quay ra hôn miếng coi vậy đó. Kiểu em đưa qua mặt qua thì dính cái vợ. Thì cái vợ em mới bắt đền, kêu là hả bắt chùi lại chùi nước miếng đi, không được không lẽ rồi bắt em xin lỗi. Rồi sao rồi hôn chờ rồi còn làm gì nữa không? Dạ không, hôn chờ qua gái xong thôi xong rồi. Có thiệt không? Dạ xin lỗi xong rồi mới chịu về. Dạ. Có nghĩa là lúc mà người ta hung còn bắt ta chùi nước miếng đó mà dạ. Là cái đó là quen được nhiêu lâu? Dạ cũng có khoảng một năm. Một năm rồi, dạ. Rồi mới cho người ta vậy mà cũng bắt xin lỗi. Rồi dạ. Qua tới năm thứ nhì dạ. Là cho hung chưa? Đúng rồi, chị đi chơi chị không có nắm tay còn sợ nữa mà. Bà sợ lắm. Nghe là trong 2 năm là vẫn chưa? Dạ, dạ sợ lắm. Người bà bảo sao á? Đúng. Rồi bao lâu mới được hung thiệt? Tức ghê thiệt á. Tới lúc mà lúc cưới mới hung. Rồi có được ôm không? Lên đi xe thì không ôm, còn có phim mới được ôm thôi. Trời đó. Ơi gì mà kẹo với nít dữ vậy trời. Trời dạ. đêm từng hôn hồi hộp không? Tụi em cưới về xong hôm sau rồi tụi em đi Đà Nẵng luôn chứ không có ở nhà. Thì lúc em cũng xin vậy đó mà giờ em không có cho. Sợ, ngại lắm. Phải mấy bữa sau mới cho. Sao rồi bà chị nó khó quá. Tại Nam an ủi nha, là thôi giờ em cũng là thuộc của anh rồi. Cái em mới nói vậy thôi. Nếu mà đụng tôi á thì hứa với tôi là 3 năm sau mới cho tôi có em bé nha. Cái cũng hứa mất méo rồi. Hai đứa cũng giao kèo dữ lắm luôn. 9 tháng sau dính. Dạ không, đúng rồi. Dính là dính luôn dạ, hả? Dạ. Dạ bữa giờ bả cho em ăn chay rồi. Là đang dính hả? Đang không? Dạ không có, là em sinh em bé được gần 4 tháng rồi. Vậy đó hả? Coi như là bữa đi Đà Nẵng một phát là dính luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi cho nhỏ ngưng luôn hả? Hay sao? Có cho trai, ngưng luôn không? Dạ, mới nói ăn trai kìa. Dạ. Là từ lúc phát hiện là có em bé là cho ăn trai. Dạ đúng trời rồi. Trời tội nhỏ hết sức luôn. Trời đất ơi. Rồi sao? Em cũng thương vợ em, bây giờ vợ em chăm con nên em cũng không muốn đụng vợ em nữa. Nghĩa là em cũng chạy xe nhiều lúc em cũng mệt em nhiều cũng... khi em không đụng bởi vì bà mới bị stress. Đúng không? Không phải đâu, tại vì Nam tôn trọng em thôi. Vậy hả? Em nghe trên mạng nói là tại vợ em sinh mổ là phải kiêng tới 6 tháng hoặc tới 1 năm nữa. Em sợ vợ em cái vết mổ đau nên em không dám đụng luôn. Một năm mấy lấy nhau vậy đếm số lần thôi hả trời? Không mấy lần nói chung nghe ơi, có mấy nó, lần nó không được hết bàn tay nữa. Mấy lần nói tôi nghe coi, 30 ngày mà giận hết 1 tuần, 2 tuần rồi là còn mấy lần? 4 lần hả? 2, 5 lần? Bởi vì tôi thấy nhỏ này bởi vì cái mặt nó ướt ướt thì sao đâu. Rồi nhưng mà cái bản thân em á, em có căng em cũng thương vợ nên em cũng không làm cho vợ buồn thôi rồi chấp nhưng nhận. Nhưng mà lúc vợ có bầu em có phá em có rào cản lần nào không? Dạ không, em sợ lắm. Tại em kêu là nghe sợ trúng con nên em cũng không dám được. Trời ơi. Có chạy xe rồi mà nó không có nghiên cứu gì chừng á. Bây giờ chị hỏi nè, hai người á, cái thời gian á mà được gần gũi nhau đi, là tổng cộng cái thời gian được cỡ 1 tuần không? Ít lắm chị. Dưới 1 tuần tức là dưới con số 7. Dạ, ít lắm. Đừng nói một lần thôi nha.
Trời ơi, không có được. Để nói nghe nè, bây giờ á, em là yên phần em rồi, đúng không? Mà đây, người đàn ông 26 tuổi này là đang là cái thời điểm mà gọi là đỉnh cao của đàn ông. Em treo tới cỡ đó rồi thì em có nghĩ là lúc ấy chồng em sẽ làm gì trong cái thời gian đó không? Có bao giờ suy nghĩ tới điều em đó không? Em tin tưởng chồng em lắm. Cái vấn đề là chị nói em nghe, cái lý trí nó khác với cái bản năng nha, đúng không? Cái đó là cái bản năng bình thường, cái nhu cầu bình thường của bất cứ một con người nào. Em hiểu ý chị không? Chứ không phải là do cái đầu. Chồng em vẫn thương em, nhưng mà vẫn phải có cái chuyện đó. Mà bây giờ không với em thì bắt buộc là phải với ai đó, hoặc là tự mình ơn. Hay là mà tự mình ơn là bệnh nha. Có vợ mà tự mình ơn là bệnh nha. Đó. Đúng không? Nó đủ đường hết trơn hết trọi. Đúng không? Em nó nhỏ phải thương nó. Nhỏ phải thương nó. Còn nó ghét. Nhỏ nhìn thương dễ sợ luôn. Thương. Không được, không có được. Qua bữa này về cải thiện lại. Cải thiện liền. Đem đẩy. Trời ơi tôi bây tức giờ... quá. Anh nhìn thấy nó muốn rớt nước mắt luôn á thiệt. Đây thiện. Là cải thiện liền cho tôi. Cải thiện liền đi em. Trời đất ơi. Với lại nói nghe, cái vấn đề mà cấm cản mà sau khi mổ mà 6 tháng đó là nó hơi nhiều. Anh biết nè, anh rất rành, anh hai đứa con nè. Nói thiệt. Cái vấn anh đề đi bể kế hoạch là vậy đó. Dạ, yên tâm. Không có sao gì nữa. Không, bây giờ vậy nè, có nhiều cách phòng tránh lắm mà, đơn dạ, giản mà em, đâu có gì em đâu có bé biết vậy. Đúng không? Dạ. Biết mà đúng không? Dạ. Thì chị nói em nghe, ví dụ như cái cơ địa của cái người con gái mà nó còn trẻ đó, nó mau liền lắm, em hiểu không? Hơn nữa là cái việc mà em sinh mổ nó không có liên quan gì đúng tới rồi. Cái chuyện kia chứ á. Ừ. Dạ, không có, em biết rồi chị. Tại vì thời gian bên con á, con nó quấy quá, nên tụi em dành hết cho con chứ không gì hết. Không, bây giờ vậy này, chị nói em nghe, cái dành hết cho con là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà con nó không đòi hỏi tụi em tới cái mức đó. Thực sự con nó không đòi hỏi tụi em tới mức đó đâu. Bây giờ cái nhu cầu của em bé 4 tháng là cái gì? Ăn, ngủ, đúng không? Và được ôm ấp, vậy thôi. Chứ nó không có đòi hỏi là toàn tâm toàn ý ba mẹ phải dành cho con. Không được dành cho nhau và nó chưa biết ghen. Cho nên bây giờ tụi em còn trẻ là phải tận hưởng cái tuổi trẻ của mình. Đừng có để lớn như chị rồi là mệt mỏi. Mệt lắm, hiểu không? Không được. Dạ em không. Lắng nghe lời khuyên của anh phải, chị. Phải thay đổi. Cái vấn đề này rất quan trọng. Nghe Nam. Dạ. Bây giờ Nam á thì chịu khó à, ngoài cái lúc chạy xe lúc rảnh á, chịu coi khó lên nghiên cứu Google, tìm hiểu đúng không? Dạ. Kinh nghiệm nè, chiều vợ làm sao, làm sao để cho vợ cảm thấy hạnh phúc sung sướng như thế nào, ABCD. Vợ chồng okay. Là phải dạ. Hiểu nhau, nếu mà không hiểu thì tra Google. Đó. Còn em nữa, lúc nào con ngủ á, rảnh ha, ngồi coi chồng mình đi làm về mệt mỏi thiệt, nhưng mà mình cũng phải tạo cái hưng phấn cho chồng nè. Để sao cũng rủ rỉ. Dạ. Hỏi lỗ tai nó, anh ơi, vậy nguyên thời gian vừa qua anh đi đâu? Đó. Nhiều khi khui được mớ chuyện á. Em tin chồng nè, em. Dạ em định vậy hết, em hết rồi. Không, ở đây vấn đề mình không nói là cái vấn đề là với một người nào. Đúng, em hiểu không? Nếu chồng em thương em thực sự là chồng em sẽ mình ơn, đúng không? Nhưng mình ơn rất là nguy hiểm. Bệnh nó đó. Không có tốt một chút xíu nào hết. Em bệnh. Có hiểu không? Em trời ơi. Dạ. Thôi bây giờ nè, nói một điều gì với vợ mình đi, để mà có một sự thay đổi gì đó mới thi vị trong cái đời sống vợ chồng. Qua chương trình muốn nói với vợ là vợ đừng có lo gì hết, anh sẽ không cho em dính đứa thứ hai đâu. Mẹ, khoan có đứa thứ hai cho tôi. Bây giờ tận hưởng cái thời gian này đi đã, không có được đứa. Trời ơi, hãy nói gì nè. Em ơi, chúng ta phải thay đổi đi cho cuộc sống nó vui vẻ, cuộc sống ấm áp và cuộc sống thi vị hơn. Em ơi, anh hứa với em, anh không để đứa thứ hai đâu em ơi. Giờ em sợ có đứa thứ hai rồi. Không có sợ. Bây giờ đứng lên, em hứa chồng. Nhau đi. Bây giờ chị nói nè, em thì cứ ngại, tôn trọng vợ quá, thành ra là ngại, cứ để muốn để vợ chủ động. Hiểu không? Rồi còn vợ thì cũng mắc cỡ, ngại. Rồi không lẽ bây giờ nói chồng chủ động thì không được. Nhưng mà chị nói nè, cuộc sống hai vợ chồng không nên giấu giếm nhau tất cả những cái nhu cầu về bản năng. Hiểu không? Đừng giấu. Giấu ai đó đừng giấu chồng, hoặc giấu ai đừng giấu vợ. Dạ. Hiểu không đó? Em ơi, anh chịu hết nổi rồi. Anh muốn như vậy, anh cần như vậy. Là tấp vô. Đó, nhiều tấp khi liền. Vợ nó hơi chống cự chút xíu, kệ nó đi. Hiểu không? Tới cho tôi, hiểu không? Đó mà nhột.
Rồi, nói đi, tôi không nhìn đâu. Mọi người đứng ai nhìn nghe, để tivi khán giả ta nhìn được rồi. Chân trần anh hứa, anh muốn em là hả cởi mở với anh một chút xíu. Có gì thì cứ nói với anh nghe. Ha, rồi anh cũng vậy. Tụi mình hả còn lâu dài nữa. Không biết ôm vợ một cái. Ôm đi mạnh mẽ trời lên ơi, nó, đó không... phải là người đàn ông mạnh mẽ, hiểu chưa? Muốn gì nói đó nghe. Rồi chúc cho hai em đêm nay sẽ là một cái đêm mà nó, một cái đêm mà lửa phừng phừng cháy bỏng ha, sau mấy trăm ngày bị treo niêu hả. Xin mời. Wow, hết hồn tưởng Thanh Thúy à, giống thiệt luôn á. À thiệt. Rồi mời hai bạn ngồi sâu vô con. Ngồi trời. Sâu vô con, ngồi sâu hẳn vô. Ừ, bạn có thể cởi cái cúc áo ra để cho thoải mái nè. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ con xin chào chú Quốc Thuận đẹp trai ạ. Ồ. Và con xin chào cô Hồng Vân xinh gái ạ. Đâu. Và con như là khéo ăn khéo nói thế. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên gì? Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô ạ. Khánh Ngô. Dạ. Công việc bao nhiêu tuổi và hiện tại ở đâu? Dạ. Hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Và công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và năm nay con 28 tuổi ạ. Rồi rồi. Này, thế con quê con ở đâu? Quê gốc con ở đâu? Dạ, quê gốc con ở Thanh Hóa. Thế à? Thế dạ. Tại sao lại họ Ngô nhỉ? Tại vì cô cũng họ Ngô mà quê cô ở Bắc Ninh. Hình như là ở Ngô, nếu mà Ngô Thanh Hóa thì phân ra nhiều loại Ngô cô. Ngô nếp và Ngô tẻ cô. Chắc thế con là nếp hay tẻ? Con đến bây giờ thì con cũng chưa biết là con nếp hay tẻ. Chứ cô là cô thích ăn Ngô nếp. Dạ. Nhì, ngon lắm. Ở trong miền Nam là chỉ có bắp thôi. Dạ. Bắp đi. Bắp Mỹ, bắp Việt thôi. Dạ. Đâu bắp Mỹ với lại bắp dẻo đó. Bắp dẻo. Ừ, bắp nếp. Đúng rồi. Thôi như vậy là chắc hai họ Ngô này cũng dạ. Như là chắc là hai chi khác nhau. Đúng rồi. Đúng dạ, rồi. Đó, đó như mà chị phải công nhận không? 28 tuổi. Đồng sáng lập. Đồng sáng lập một tập đoàn. Trời ơi, 28 tuổi tôi là cái gì ở giữa thế gian người ta? Đâu lúc đó em rần rần đó, rồi, mà. Em rần rần cũng rồi. Cũng được, cũng được. Nhưng mà lúc đó là em là mối tình đơn phương với chị Thúy Nga. Đó. Chị nhớ. Biết ngay mà anh nghe nói điều đó. Thôi mấy đứa à. Cô Vân nói về cô Thúy Nga với chú là mấy đứa nghe cho vui thôi nha. Dạ. Định tin. À. Vui thôi. Thật mà chú, vui thật ạ. Vui không? Vui ạ. Vui. Rất vui ạ. Rồi bây giờ mời vợ của Khánh dạ. Giới thiệu về con nè. Dạ, con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con họ tên đầy đủ là Vũ Thị Hoa. Và con thì sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội. Và con thì cùng với chồng con làm chung một công việc. Và cũng cùng tuổi luôn ạ. Cùng tuổi luôn. Hai đứa cùng dạ. Tuổi. Ôi trời, mà sao chỉ có công thế có đồng là... sáng lập không hay dạ. Là dạ. Như thế nào dạ, cùng chức vụ luôn ạ. Ủa rồi thế cái đập tập đoàn con là nghĩa là bao nhiêu người là đồng sáng lập à, cho đến thời điểm hiện tại thì có hai vợ chồng con ạ cùng hai với lại đó. Chủ tịch ạ. Thế á dạ. Sao giỏi dữ vậy. Chủ tịch con nhiêu tuổi? Chủ tịch con thì năm nay cũng rất là trẻ và cô rất là thưa chị rất là đẹp và năm nay thì chị thì thực sự là bình thường thì con chỉ biết là chị hay chia sẻ là chị sinh năm 89 thôi còn thực sự là con cũng không biết được là thật sự là chị bao nhiêu tuổi nữa. Trời ơi, chủ tịch vì, nữ mà dạ, đẹp rất là trẻ rất là đẹp trẻ nữa. 89 là năm nay khoảng ba mấy. Trời đúng không? Dạ. Quá là quá giỏi quá luôn, luôn. Chủ tịch rồi tôi nghe cái chữ chủ tịch thì một ốc luôn rồi đó. Dạ. Giỏi quá luôn giỏi luôn. Em sử dụng cái sản phẩm của tập đoàn này chưa? Chứ chị sử dụng rồi. Ủa, tập đoàn mình là sản phẩm gì vậy con? Nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi bây giờ con giới thiệu nhiều ha. À dạ, ở tập đoàn con thì có rất là nhiều những cái sản phẩm. Và ví dụ như là sản phẩm cô Hồng Vân đang mới sử dụng. Vâng ạ, đó chính là sản phẩm về tóc. Về tóc ví dụ đấy. Như là nó sẽ kích thích mọc tóc này. Rồi nó sẽ giúp cho là tóc của mình ngăn ngừa rụng này. Đúng rồi đấy ạ, con nghĩ là con phải tập ngay khách hàng kêu bằng khách hàng VIP. Ôi em ơi, nếu mà khoảng chừng tới cuối năm nay mà khán giả thấy là tóc em lún phún lên là thôi xong. Là tôi sẽ lấy cái tập đoàn này là bao nhiêu tỷ đây. Đây là một KOL tiềm năng dạ. Nếu như chuẩn luôn chú. Tóc của chú mà mọc như dạ. Con đấy ha. Thôi xong. Con có tin không? Là ra tận thế giới luôn chứ không phải dạ. Là trong nước đâu. Chuẩn luôn. Con là worldwide luôn chứ dạ. Không phải là
trong nội địa. Hay đó con, hay đó. Tranh thủ mà xong chương trình này mời tôi đi nhá. Dạ. Thôi chứ là chú cũng rất là muốn là để mà có được một cái mái tóc nó đầy đủ như chồng con. Nhưng tiếc rằng là nó không mọc nữa rồi. Nó không còn chân tóc nữa con ạ. Dạ. Nhưng mà hy vọng khi mà chú sử dụng cái sản phẩm bên con là sẽ có cải thiện nha. Bây giờ chúng ta quay lại với chương trình. Thì chú rất là muốn biết là trước đây cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau? Đó, trong hàng vạn cô gái đẹp ở miền Bắc, sao con không gặp, con lại gặp Hoa? Và lần đầu tiên gặp nhau thì các con có ấn tượng gì về nhau? Dạ, nói về cái cơ duyên để gặp vợ con thì cái lần đầu tiên thì cái ngày xưa thì con cái lần đầu tiên quen vợ con đó là quen qua một cái người bạn thân của vợ con ấy. Thì cái thời đó thì con có làm một cái nhà ở một cái nhà hàng thì con hay làm thì cái bộ phận của con làm là hay ở trên tầng 2 á. Thì khi mà con làm trên tầng 2 thì nó có qua cái kính ấy chú cô. Thì con hay nhìn ra ngoài đường thì khi đấy rất trùng hợp tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều. Khi đấy là mình đang set up vào cái buổi tối thì mình hay nhìn ra thì con thấy vợ của con đứng ở bên đường. Đứng ở bên đường xinh ạ. Cái thời đấy gọi là xinh mà nó xinh theo cái kiểu như là trong trẻo á chú. Mà mùa đó là mùa gì nữa con? Con không nhớ là mùa nhưng mà hình như đâu đó vào tháng 7, tháng 8 ấy ạ. Mùa thu Hà Nội. Ôi rồi Hà Nội. Ôi thôi xong. Con nhìn qua cửa kính thì thì con gần như là con đúng kết hình, hôn lần đầu tiên đúng rồi. Đúng hình con tại vì chết liệt nửa người rồi con ơi. Rồi sao nè? Cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương. Một cái cặp mắt là lúc đó là mắt vợ con nó tròn lắm. Mắt này ơi xin đừng chết chát chà. Cái ngày đó là vợ con mập hơn bây giờ một xíu. Mắt tròn hơn bây giờ. Thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái đó. Rất là dễ thương và rất là mắt rất là tròn. Có nghĩa là khi ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cú sét cái tình. Còn bạn này thì sao khi mà con gặp chồng con? Nếu mà để nói về lần đầu tiên thì thật sự là lúc đấy con cũng gần như không có cái ấn tượng gì. Chưa gặp, anh đứng ở trong mà đúng không? Vâng ạ, trong những lần đấy là con không biết ạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp kia cơ. Dạ, còn trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó. Một cái bữa ăn tối. Thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thật sự là chỉ thấy là trông cũng cao ráo, trông cũng được. Về ngoại hình ạ, rồi trắng trẻo. Mỗi vậy thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu ấn tượng theo kiểu sấm sét như nào. Cũng chả chết liệt mẹ người. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của các con là đang chưa có người yêu hay là đang có người yêu? Con thì là lúc đấy cũng chưa có người yêu. Chia tay người yêu cũ chắc tầm lâu lâu rồi. Thế con thì cũng đang độc thân á, chưa người yêu. Như vậy là hai con tim phải tìm đến nhau thôi đúng không? Sau đó khi nào thì mới bắt đầu có cơ hội để gần gũi tiếp cận nhau? Cái cơ hội thì nó chắc chắn là từ con rồi. Cái cơ hội thì nó dữ dằn hơn cô chú ạ. Nói về cái đó thì nếu mà nói về chuyện vui chuyện buồn thì con nghĩ đó là chuyện buồn. Sao vậy? Bắt đầu từ chuyện buồn. Đâu? Tại vì sao? Cái cơ hội mà con có thể tiếp cận vợ con đầu tiên đó là vợ con bị tai nạn. Ai có hả? Vợ con bị tai nạn. Vợ con. Là vợ con bị gì? Thôi kể đi. Con bị ngã xe máy á. Thì cái khi đó thì lúc đó thì con nhớ là cái năm đó là 2014. 2014 thì khi đó là hai vợ chồng con đang đều là sinh viên. Thì con thì đi làm thêm ở nhà hàng và vợ con thì đang là sinh viên học ở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ở Hà Nội. Thì cái buổi chiều ngày hôm đó thì con cũng không hiểu tại sao thì lại có cái cuộc gọi đó đến cho con. Tại vì vợ con bị tai nạn thì sau khi vợ con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó vì một thế lực nào đó mà lại gọi cho con. Lại gọi được cho con. Lại gọi được cho con trong khi có nghĩa là trước đó thì hai đứa đã bạn bè với nhau rồi. Đã có số rồi nhưng mà con không hiểu tại sao cái cuộc gọi đó lại dành cho con lúc đó. Không hiểu thì à? Trong vô thức của con thì con nhận được cuộc gọi thì con chỉ biết là phi thật nhanh tới thôi. Rằng là con tới và con đưa vào viện. Con không có nghi ngờ một cái gì cả. Con không có nghi ngờ gì một cái gì nhưng cả. Nhưng mà là vợ con gọi hay là một người lạ nào gọi cho con? Một người lạ gọi. Tại vì khi đó vợ con ngất rồi mà. Con tới đưa vào viện và con làm thủ tục nhập viện. Rồi những cái quãng ngày sau đó khoảng một tuần đến 7-8 ngày sau đó thì con cũng tới và chăm sóc luôn vợ con luôn. Và không ai chăm sóc cổ à? Có những người bạn nhưng con cũng vẫn nhiệt tình còn tới chăm sóc luôn. Và sau những ngày đó thì con tự nhiên con không biết là con yêu vợ con sâu đậm hơn từ lúc nào nữa luôn. Đúng rồi. Tại vì thật ra là bạn đã có cảm tình với bạn này trước đúng đó rồi, sắm xét rồi. Và đây là một cái cơ hội để bạn có thể thể hiện được cái tình cảm của bạn dành cho bạn này. Đúng không? Vấn đề là con thôi. Con thì thế sao? Con thì sao? Trong cái quá trình mà thiếp đi và khi mở mắt ra thì cái người đầu tiên con thấy là ai?
Lúc đấy thì chính là chồng con bây giờ. Có nghĩa là con mở mắt ra là con đã thấy ôi cái khuôn mặt nó khá là thân thuộc đúng không? Không không, tôi hỏi nè, nó có giống trong phim không? Là con có cảm nhận là có ai đó bế mình lên không? Con có bế vợ con lên không? Cái lúc đấy thì chắc là một người khác rồi, con có cảm nhận được. Vì lúc đấy kiểu đang mông lung hoang mang vì mình đang bị ngã rồi mình bị choáng. Là con vô trong bệnh viện là vợ con đang nhập viện rồi đúng không? Đúng rồi. Hiểu rồi. Thế rồi sao con mở mắt ra không thấy chồng khi con? Khi mà con thấy chồng con thì trời ơi, chồng con rất là nhiệt tình. Mặc dù bên cạnh lúc đấy là cũng có một còn một người nữa ngoài chồng con, nhưng mà anh ấy thì kiểu lăn xả. Và sau đấy thì chăm sóc rồi mọi thứ, nên là thực sự là con cảm thấy cực kỳ an tâm ở cái thời điểm đó. Mặc dù là lúc đấy chỉ là bạn bè thôi. Rồi sau khi mà con hết bệnh, con xuất viện thì bắt đầu là chắc chắn anh phải có những cái lời mời đúng không? Đến thăm nè, xong rồi là cũng là trái cây nè, cũng đồ ăn thức uống nè, thuốc thang nè. Rồi sau là lời mời. Đi đâu? Hoặc là lời đi mời đâu đầu đó tiên. Để cho giống như khuây khỏa chẳng hạn. Lời mời đầu tiên là đi đâu? Lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Thực sự nếu mà nói lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Tại vì thường thường thì cái quãng thời gian đó thì sau cái ngày đi làm của con á, thì con thường thường kết thúc vào 10 rưỡi đến 11 giờ đêm. Thì con hay rủ vợ con đi uống nước này, hay là đi ăn đêm này. Thì khi đó thì bắt đầu cái mối quan hệ nó xích lại gần nhau hơn và nhiều hơn. Đó, rồi bắt đầu có những chuyến đi xa không con? Chưa, lúc đấy chưa đi xa, lúc đấy chưa đi xa. Rồi thì đến khi nào thì con mới tỏ tình với vợ? Bao giờ mới là đi xa? Nếu mà thực sự nói đến bây giờ tỏ tình thì con chưa có một lời tỏ tình nào cụ thể với con. Các bạn trường hợp mà gọi là ở lúc đó tụi con là mấy tuổi? Lúc đó là 2014 thì con là khoảng 19 tuổi ạ. 19 tuổi. Giờ chú hỏi nè. Dạ. Hai đứa đi chơi vào cái giờ mà người ta đang ngủ rồi. 11 giờ rưỡi khuya tụi nó mới đi chơi với nhau. Thì chắc chắn là phải đi dạo bờ hồ, ăn chân gà có, này nọ được. Có. Trời, và giữa một cái trời Hà Nội, trời lạnh lẽo thì chắc chắn là phải có những cái ôm và phải có những cái tay, cái choàng ở phía sau nắm tay. Rất là tỏ tình. Thì con và vợ con có những cái cử chỉ đó không? Chưa, khi đấy thì chưa. Chưa luôn. Tại vì khi đấy con đi cùng những người bạn nữa. Cho nên cái hành động đấy bọn con chưa có. Mãi cho tới cái một cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau đâu ạ. Thì con có mạnh dạn. Cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi, nhưng mà thực ra mình lúc đó là con cũng ngại ạ. Bản chất con cũng ngại cho nên không biết thế nào. Thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa ấy ạ, chơi. Thì cái cũng là quê của vợ luôn mà. Vâng ạ, nhưng mà hai quê bọn con được tẽ hai cánh nhau. Đấy rồi. Cách xa nhau. Thì con về quê chơi thì không hiểu mẹ con hiểu kiểu gì, thì hai người bạn về chơi nhưng mà mẹ con lại hiểu rằng hai đứa yêu nhau rồi. Về ra mắt. Thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ cũng rất là nhiệt tình. Rất nhiệt tình. Thì cho tới cái lúc tối đó là một lúc quan trọng. Lúc tối thì ở quê mà cô, nhà quê mà, thì nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo á. Thì nhà thì không có nhiều phòng đâu chú, đâu cô. Thì vợ con mới chào là con đi về đấy ạ. Thì cái lúc đó là con chở vợ con đi ra để đi bắt xe đi về. Nhưng mà lúc đó không, bọn con lại không xe. Không về. Ai có xe về? Nhưng bọn con không về ạ. Con không về. Con không về ạ. Muốn sao về? Không về ạ. Mà cái lần đó là chốt luôn là yêu nhau. Không. Nhưng mà tối đó ngủ ở đâu? Tối ngủ ở ngoài ạ. Ngoài, ở ngoài đình hay là ở ngoài đồng? Ở ngoài khách sạn ạ. Đó. Rồi đêm đó làm sao? Mướn hai phòng hay là một phòng? Nãy cháu nó chốt hạ rồi đấy. Một phòng là hai giường hay một giường? Một phòng hai giường luôn chú. Hai giường luôn ạ. Ở đêm đó. Nhưng mà một giường là để đồ, để đạc, thế còn một giường là để ngủ đúng không? Đúng không? Thì đấy, chuyện đã phải đó, như thế thôi. Có cái chuyện gì xảy ra không? Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Phải đến thôi con nhỏ, chứ không thì mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì có mà chết. Dạ. Nó nghe. Nó rất hào hứng ở chỗ này. Tức là nó có nhanh không hay là gần sáng mới là tuyệt vời. Tại vì rất nhiều cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện đã vào tận nơi rồi, nhưng mà mãi tới 5-6 giờ sáng mới có thể làm việc được. Đó. Thì con thì như thế nào? Con thì nhanh ạ. Nhanh ạ. Con thì nhanh ạ. Con thì nhanh ạ. Nói chung là mình phải gọi là khi mà mình đã quyết rồi thì là đánh nhanh, coi như là diệt gọn thôi. Dạ, thì các nhanh, con là tuổi trẻ mà. Dạ. Tuổi trẻ thì phải tài cao chứ chị. Nhanh như làm gì cho nó mệt mỏi. Phải nhanh như cơn gió. Đúng rồi. Không nhanh như cơn gió. Nhanh như cơn gió luôn.
Không ạ, không nhanh như cơn gió. Đó. Đoạn nào cần chậm thì sẽ chậm ạ. Ừ. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức là của nhau rồi, yêu nhau rồi và không cần phải nói một cái lời nào. Tức là hành động thôi, nói năng gì cho nó mệt. Rồi qua hôm sau là quay về Hà Nội hay là tiếp tục ở thêm ở khách sạn nữa? Qua hôm sau thì bọn con ra Hà Nội luôn ạ. Qua hôm sau bọn con ra Hà Nội luôn. Thế rồi cái lần mà con về nhà bạn này thì sao? Có về không? Sau lần đấy thì về nhà bên bạn gái không? Dạ có. Có tiện đường về nhà luôn á. Sau lần đấy thì một bọn con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau nữa thì con mới về nhà vợ con chơi. Thế rồi gia đình bên con thì sao? Với cái chàng rể đáng yêu như thế này. Gia đình bên con thì rất là ủng hộ ạ. Dạ. Thế bên đây ta ủng hộ đấy thì. Vâng. Và đây là cái người đầu tiên khi con đưa về, xong rồi ba mẹ con ủng hộ vô cùng luôn. Đấy, bởi vì lúc đấy thì mình cũng được gọi là lớn rồi. Mà nhưng mà cũng chưa có nói rằng là ở đây là người yêu của con hay như nào, con chỉ chia sẻ là ở đây là bạn của con thôi. Nói chung là các con đã được một cái sự ủng hộ từ phía gia đình. Dạ đúng rồi. Mẹ thừa biết nhỉ. Dạ đúng. Mẹ thừa biết thì con có mang ai về bao giờ đâu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và đó là một cái điều rất là tiện. Dạ. Nhưng mà cái này là con khi mà đến gần với nhau rất là chơi chiêu với con luôn đấy ạ. Tại vì là trước đây thì khi mà có một ai đấy đến gặp con xong rồi bắt đầu kiểu thích mình hay là tán tỉnh mình hoặc là nói một vài lời để mình cảm nhận được, là thường những trường hợp đấy là con sẽ kiểu chặn luôn. Con sẽ kiểu không thích và mình sẽ không nói chuyện nữa. Nhưng mà chồng con thì nguyên cả một cái quãng thời gian từ trước đấy quen ấy, thì giống như hồi nãy chồng con có chia sẻ với cô chú, đấy là khi đi cùng nhau không có ôm, không có hôn, không có nắm tay hay là không có chia sẻ là anh yêu em hay gì hết. Mà như kiểu là những người bạn thôi. Và luôn luôn thậm chí là đi cùng nhóm những người bạn với nhau, chỉ là kiểu hay đi chung với nhau. Để anh đến đón em chỉ dừng lại ở đó. Và cứ quan tâm những cái cử chỉ rất là nhỏ bé. Thì chính những cái điều đấy nên là làm nó chạm đến con. Hay. Đấy. Cho nên là thật ra nếu có duyên thì cái gì đến nó cũng sẽ đến. Dạ đúng rồi. Đó. Thế có nghĩa là tụi con yêu nhau một cách suôn sẻ, một cách gọi là nhẹ nhàng say đắm và cứ thế là tiến đến hôn nhân thôi, hay là có những cái trục trặc sóng gió gì không? Có chứ cô. Có. Sao? Chuyện gì? Nói cô nghe xem là tự nhiên lúc con trùng xuống. Tự nhiên hỏi chuyện nó mặt con trùng xuống. Phải chăng là nguyên nhân từ phía con? Từ phía con ạ. Đấy, biết ngay mà. Sao nào? Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Chuyện buồn nữa à? Sao con cứ mang những câu chuyện buồn thế? Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao? Nói tại vì đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Nó rơi vào cái thời gian đúng cái trước cái khi nhá. Trước cái khi mà vợ chồng con chuẩn bị cưới nhau. Đó là vợ chồng con cưới nhau vào cái đầu năm 2019. Thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng ạ. Thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ va vớ vẩn với một người khác đó. Nhưng mà là trước khi cưới đúng không? Trước khi cưới 3-4 tháng đó. Trước khi cưới 3-4 tháng ạ. Thế rồi sao nữa, nói kể cô nghe. Tại vì sao? Tại vì cái quãng thời gian đó vợ chồng con từ những cái năm 2014 mới yêu nhau thì vợ chồng con về làm cùng nhau, làm cùng một công việc với nhau đến tới bây giờ luôn. Thì cũng làm cùng nhau từ 2014 tới cái quãng thời gian đó. Thì cái quãng thời gian đó thì gần như là từ cái năm 2014 tới đấy thì bọn con làm ăn rất là phát đạt. Và làm ăn gần như là hai đứa về với nhau thì nó rất là phất lên ấy ạ. Rất là phất lên và rất là gặp nhiều may mắn. Thì tới cái năm 2018, 2017 ạ, chứ 2017 thì vợ chồng con lại quay ra con mở nhà hàng. Con mở thêm một cái chuỗi nhà hàng. Thì cái khi đó thì làm nhà hàng thì cái công việc nó khác và cái môi trường nó khác. Thì con gần như là đi từ sáng tới tối khuya mới về. Thì trong một cái quãng thời gian nó dài thì hai vợ chồng không được tìm với nhau được tiếng nói chung. Và hai vợ chồng không có tâm sự với nhau được nhiều. Mà cộng với cái công việc là con sở chết công việc của con, mà vợ con cũng gần như là cũng sở chết với công việc của vợ con. Tại vì cái quãng thời gian đó là vợ con đã lên những cái doanh số và công việc đã phát triển rất là to rồi. Rất là to rồi. Thì khi đó con chỉ hối hận một điều rằng là mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua, cũng như là mình không sống chậm lại một chút để mình hiểu. Thực sự phải dùng cái câu là mình hiểu vợ mình. Tại vì mình có hiểu được, mình mới thương được. Mà lúc đó con đã đi quá giới hạn. Say nắng hay là... Có say nắng ạ. Đi quá giới hạn luôn rồi. Quá giới hạn, không có còn say nắng đâu. Đi quá giới hạn ạ. Và đến ngày hôm nay thì con vẫn... Vợ con phát hiện. Con phát hiện à? Có, vợ con phát hiện. Rồi, bây giờ chắc phải hỏi Hoa đi. Đã. Tại sao con lại phát hiện? Con phát hiện cũng thông qua một cái người bạn khác. Thì khi mà con nhận được thông tin là chồng con gọi là cắm sừng con đó. Thì thực sự ban đầu con không có tin đâu. Vì con cực kỳ tin tưởng chồng và chồng rất yêu thương, rất là chiều chuộng. Nhưng sau khi mà con tìm thấy những cái bằng chứng
thì lúc này con bắt đầu con tin rồi. Và sau khi con tin thì con tiếp tục đi tìm hiểu xem nó như thế nào. Nhưng mà đúng là khi mình càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy đau ấy ạ. Bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ thời điểm đấy con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngành, để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Thì sau đó thì đến lúc mà con thấy mọi thứ nó quá là rõ ràng như vậy rồi, thì con bắt đầu con mới ngồi lại để chia sẻ, để hỏi, để nói chuyện với chồng. Mặc dù ấy, con nhớ mãi cái thời điểm là trước cái lúc đó, trước khi con nói ấy ạ, là cái ngày mà còn đưa hai bên gia đình đi chơi cùng với nhau, đi du lịch cùng với nhau. Có nghĩa là cái mối quan hệ và chuẩn bị về để cưới mà. Đấy, nhưng mà khi mà trời ơi, con chỉ khóc. Và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi. Bởi vì lúc đầu là cứ bảo là con sẽ không đồng ý đâu, con sẽ quyết định là con sẽ chia tay. Đấy, lúc về nói chuyện với nhau á, thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà, không thể chối cãi được. Bảo anh đã làm điều gì sai với em. Đấy, thì khi mà nhận thì chia sẻ, nhưng mà lúc đấy con không thể chấp nhận được cái sự không tha thứ. Dạ, đúng rồi. Thực sự lúc đấy con quyết tâm lắm. Con nghĩ rằng là cuộc đời mình đối với lại anh này là sẽ dừng ở đây. Chắc chắn là không có một cái gì cứu vãn được. Và con thể sự hiện cái sự quyết tâm đấy đối với chồng con. Và chồng điều gì đã cứu vãn cho con? Con đã làm gì? Dạ. Con cảm thấy rất là may mắn. Cái lúc đó con cảm thấy rất là may mắn. Khi bên cạnh con có những người như là bố mẹ của con, và cũng như là bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Bố mẹ bên làm vợ. Có những người như là người sếp của con và bạn bè của con cũng đã. Khi đó thì thực sự là gần như là con được bất đồng tâm. Thực sự tại vì mình quá xa rồi. Và lúc đó cái lúc mà vợ con bảo là anh đi ra khỏi nhà đi, thì con cũng ngậm ngùi con đi thôi ạ. Tại vì mình không còn một lời nào để nói nữa. Mình sai mà. Mình sai. Nhưng mà con lúc đó con nhớ mãi một câu chuyện đến bây giờ con vẫn nhớ như in. Đó là con đi ra ngoài và con đi ra khách sạn con ở. Thì con có nhắn với bố vợ của con bây giờ đấy ạ. Con có nhắn với bố một cái dòng tin nhắn như này. Con bảo là bố ơi, đầu tiên là con bảo là con xin lỗi bố. Thì bố ơi, chắc có lẽ cuộc đời này con không còn may mắn để được làm con rể của bố nữa. Rồi con kể ra câu chuyện của con mà con thú tội với bố. Thì khi đó khoảng tầm 2 phút sau bố con không nhắn tin lại. Bố con có đọc nhưng không nhắn. Và bố con có nhắn lại một câu như này. Bố con bảo là cái chuyện mà yêu đương thì đó là việc của hai đứa. Nhưng nếu thật sự yêu thương nhau thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết. Và sau đó con cũng có gọi điện và có nhắn về cho bố đẻ của con á. Và bây giờ hiện tại thì bố đẻ của con cũng đã mất rồi ạ. Thì con nhắn tin vào cho bố con trong đêm. Thì ngay là tức đêm hôm đó khoảng tầm, con nhắn về lúc khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì khoảng tầm 1 giờ sáng á, cỡ hơn 12 giờ, hơn 1 giờ sáng á, thì bố con chạy từ quê ra Hà Nội luôn. Thường thế. Và cái sáng hôm đó thì bố con có gọi con về. Thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Thì lúc đó con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Thì không có nói gì hết. Và khi đó vợ con đang khóc. Thì bố con có xin lỗi vợ con. Và bố con có giải thích cũng như là bố con có khuyên can. Nhưng mà lúc đó cái câu chuyện cũng nó vừa mới xảy ra thôi. Thì vợ con cũng có vâng. Và nhưng mà cái câu chuyện nó mới xảy ra thì thực sự là để mà bỏ tha thứ ngay thì nó không thể. Thực sự nó không thể. Thì cái quãng thời gian đó bọn con có chia tay 1 tuần ạ. Chính xác là có khoảng chia tay 1 tuần. Thì sau đó 1 tuần sau thì con có nhắn tin cho sếp của con bây giờ á, là mời sếp vô luôn, và những người bạn khác nữa. Và những người bạn khác nữa thì có nhắn tin cho vợ con. Và đặc biệt cái lần mà quyết định bọn con có thể quay lại với nhau và con có cơ hội lại á, là do người sếp của con hiện tại bây giờ. Thì con có nhắn tin nhờ sếp. Con có bảo là chị ơi, bây giờ hai vợ chồng em chuẩn bị cưới nhau rồi, mà em cũng rất yêu vợ em. Nhưng mà cái quãng thời gian này em có gặp vấn đề như vậy và câu chuyện của em đến với em như vậy, thì thực sự em không đành lòng. Thực sự con dùng từ không đành lòng. Tại vì yêu mà chú, yêu mà cô. Cho nên con có nhờ sếp con gọi hai vợ chồng con ra. Và sếp con có tâm sự. Và cái lần đó ngồi quán cà phê thì vợ chồng con phải viết bản cam kết. Con viết bản cam kết với vợ con. Và cái lúc đó thì con không biết là vợ con tha thứ cho con chưa. Nhưng mà vợ con có gật đầu để cho con được phép quay lại và sửa cho sai. Cho ăn cơ hội đó. Con được phép có một cơ hội. Và đến bây giờ thực sự con phải cảm ơn cái cơ hội đấy rất là nhiều. Tại vì nó gần như nó như là một cú tát vào mặt con. Và gần như là cứ mỗi lần ra quyết định gì đấy trong cuộc đời, từ lúc đấy đến bây giờ, thì con đều nghĩ về những cái lần sai lầm đó của con. Và ngày hôm nay thực sự qua chương trình này
con rất xúc động. Và qua chương trình này thì con cũng muốn gửi tới vợ con một cái lời xin lỗi, một cái chân lời thành. Xin lỗi chân thành. Và một lời hứa như thế nào? Mà anh xin lỗi vợ rằng cái quãng thời gian đó anh đã sai lầm với vợ rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh ngồi ở đây, anh muốn xin lỗi vợ một lần nữa. Là em cũng vì sao mà em thương anh nữa. Cọc lóc hả chị? Cọc cằn nè, không ra lăng nè. Nói chung là chị cứ giận đúng không? Chị giận chị ngồi chị ngẫm đi. Chị ngẫm buổi trời này chị vui, tự chị vui kệ chị. Rồi hồi hỏi mình chứ hết chưa? Hết chưa, rồi giờ vui lại chưa, vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi, không có vút ve chiều chuột, không vút ve, không năn nỉ. Mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài 12 tuổi trong, là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi, 13 năm đi, năm quen nữa là 14 năm đi, mình tính từ thời điểm là 13 năm đi, chưa có gì gọi là nói ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh thì... Khô gán khô khóc đâu luôn, có tặng quà tặng hoa, không đâu, tặng món gì cho vợ, không có cái gì hết trơn. Em không nói chỉ từ gì, lời ăn tiếng nói, từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha, không có gì luôn. Mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm á chị mới được em á. Bởi vì nãy em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp, nói chung là bao dung tất cả, em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa mình có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó, tại vì ảnh không có tiền, ảnh phải mượn đi học về tặng hoa gì hoa xứ mũi gì là mà cái ngày mũi. Là 20 không tiểu mũi 27-28 Tết đó chị. 27-28 Tết mới tặng em hai chậu. À, là đó, hồng tiểu muội đó. Dạ hồng tiểu muội. Mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Rồi thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500.000. Là ảnh phải gấu đi mượn tiền người ta. Có nghĩa là gấu bông á là có thể phải được thời điểm đó là cô này chịu đi chơi với mình rồi, là đi lên Long Xuyên đó. Thì nhà thốt nốt lên Long Xuyên cách nhau có mười mấy cây số à. Đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông. Nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc. Lớn mà là gấu mắc bự lắm. Con gấu bự lắm, gấu bự lắm luôn chị. Còn giữ không? Em không có giữ, em tại vì em dọn nhà hoài đó, em bỏ mất tiêu luôn rồi. Không giận là phải. Nó bự quá, với lại lúc đó nó chét quá trời, với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng gì của ổng đâu. Rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không? Bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không? Ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà. Em nói với chị công việc nhà, công việc lâm chân á, mà có dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chứ. Mà đá banh alo Hiền ơi địa điểm đó 1 phút 30 giây tôi tới liền. Đó. Bây giờ vẫn vậy hả chị? Bây giờ cũng vẫn vậy, quan trọng cái đá banh thôi. Tiền biết rồi anh em mình, nó đang ngưỡng hái chân toàn. Rồi em rồi thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều gì. Ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị. Là nói chung là làm gì làm như về vợ, về gia đình nó thì cũng phụ tiếp vợ. Cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại. Một cái nữa là cái tánh rất là nóng. Cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha, nhưng mà cái tánh rất là nóng. Thay đổi tới ba cái luôn. Ba tánh luôn. Ba tánh luôn đúng không? Dạ ba luôn, ba tật xấu đó đó. Rất là nóng luôn. Sao bây giờ thiệt á, bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền? Vợ ông nợ ông cả nửa cuộc đời rồi đó. Bây giờ ông trả được không mà có ba chuyện thôi. Phụ giúp công chuyện nhà, bớt cọc cằn, nóng tánh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ăn nói lãng mạn chút xíu, cũng như là không bà xã thì là vợ ơi hay là em ơi, ví dụ vậy được không? Dạ cái đó thì thay đổi được, nhưng mà đối với đặc thù công việc của em, chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong, ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay, mà quay về nhà đi 60-70 cây số, 50 cây số từ nhà tôi, nhà của em đi tới Hậu Giang là nó cũng gần 60 cây số, chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim. Lúc đó lo làm phim này, vợ thì về túm đồ vô nấu cơm, rồi làm phim xong rồi ăn cơm rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu, rồi không có thời gian để mà tiếp vợ. Rồi ngày sau, ngày hôm sau rồi đi lại đi làm nữa rồi. Em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi. Tại vì hiện giờ thì cái lượt xem rất là ít, nó không đủ để mà chi phí cho em nên mà lo gia đình. Nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em đi làm đó. Đi làm. Còn công việc mà YouTube thiện nguyện này nó chỉ đủ tiền xăng thôi. Quan trọng là em giúp cho bà con là em cảm thấy vui, vợ em vui rồi. Có nghĩa là em cũng sẽ giúp việc nhà cho vợ em. Không nếu giúp như được. Em có thời gian không? Dạ. Đây là đang hứa nè. Dạ. Em sẽ giúp cho vợ nếu như em có thời gian. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là em không muốn, tại vì em không có thời gian làm chuyện đó. Nếu vậy giờ tạm thời cho thiếu cái đó. Dạ. Nhưng không cọc cằn, đúng không? Bớt cọc cằn, bớt nóng tính, với lại là nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, có làm được hai cái đó không? Cái nhỏ nhẹ hay nó có thể là được. Được đúng không? Hứa được. Nghe. Được. Nhưng mà cái nóng tính của em thì nó ăn sâu từ lúc nhỏ vậy. Không, cái nó thay đổi được.
Em thề với anh luôn, bản thân em là một thằng cực kỳ nóng tính. Ngày xưa nha, hở đụng cái quýnh lộn. Dưới quê em coi như tuần lễ là quýnh lộn hết 5 ngày rồi đó, bèo bèo 5 ngày. Em thề với lòng luôn á. Nhưng mà bẵng đi, tự nhiên mình trải qua những cái chuyện đó là như vậy, cái mình tự nhìn nhận lại là à, mình không được vậy, mình phải thay đổi mọi thứ. Chính xác. Kể cả Mạnh Thường Quân, kể cả Mạnh Thường Quân và khán giả bình luận video nhiều lúc á, mình làm thiện nguyện người ta vô, người ta không giúp, người ta vô bình luận, người ta chửi mình không mà bỏ. Nóng mình đôi co lại không nên. Rồi Mạnh Quân nói mình thôi, em đừng có làm gì, em làm bỏ tâm, em làm từ thiện. Em làm từ thiện là từ cái tâm của em đi làm, không ai bắt em đi làm hết. Mà tại sao em phải đi cừu lộn người ta vậy? Đúng rồi anh. Nhưng mà vợ cũng nói hoài mà bỏ không được, tức nhiều khi người ta nói trên đầu mình không à. Thôi em đừng, những cái chuyện đó anh không nhiều bằng tụi em đâu. Em nói thật thiệt sự luôn, em chị Vân bị gấp trăm gấp ngàn năn nỉ luôn á, em năn nỉ luôn. Anh chỉ nói nè, anh cứ suy nghĩ những cái bạn đó đó, thật sự là em đặt ba trường hợp. Thứ nhất, những bạn đó là coi như ở ngoài cuộc sống ngoài đời, những bạn đó không có tiếng nói, bị đè đầu cỡ cổ quá, thì bây giờ không có chỗ nào xả lên đây xả, rồi nói chuyện sàm sàm với mình không quan tâm. Comment dạo vậy chị, đúng giống như comment dạo. Kệ người ta đi, anh đừng quan tâm những chuyện đó, coi như là chuyện không có gì hết. Anh cứ làm chuyện mình thích và mình đúng không rồi. Cảm thấy mình làm sai, bản cái tâm mình thấy đúng là được. Kệ. Đó, với lại là thôi em bớt đọc lại, không cần đừng đọc nữa, đừng có đọc mấy cái comment đó. Thật sự là bà xã em rất khổ tâm với vấn đề của em, nhiều khi em đang lên like, ai nói vô cái em chửi, em trả lời liền. Đừng đọc. Đó, cái tánh nóng đó chị, cái tánh nóng là phải làm liền và phải làm cho bằng được. Anh vẫn đọc, mà khi anh đọc mà anh bỏ qua được luôn là anh lúc đó anh mới thành công. Còn cái chuyện không đọc chuyện bình thường thôi, anh cứ đọc đi nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh mềm.